Đây, cái con mã số này thì em cũng đã test sẵn rồi nha. Về các bác chỉ việc ghim vô con đẩy hoặc là ghim vô ly để hát karaoke thôi. Đây, những cái phần này em cũng đã chỉnh sẵn hết rồi, cũng như là echo, reverb này, chỉnh và lưu hết sẵn hết rồi nha. Đây, và cái giá của con mã số này hôm nay em sẽ bán giá rất là dễ chịu để cho anh em xài luôn này, 1.600.000 một con nha. Đây, 1.600.000 một con này, em xét sẵn hết trơn rồi. Đây là dòng mã số đời cao này. Còn đây là cái mặt sau của cái con mã số nha. Đây, giá là 1.600.000 thôi nhưng mà rất là vừa tiền với lại cho anh em xài. Và nó cũng có những cái đường ra súp này, ra sạc treo này, cũng như ra loa canter nha. Còn đây là đường ra đẩy này. Đấy. Men này ra đẩy nha. Và đường ra súp điện này. Còn đây là những đường ra micro. Đây em có khoảng 50 con mã số như thế này. Đó, anh em làm thì làm có làm thì liên hệ cho em nha. Giá là 1.600.000 một con này. Tiếp theo nữa là những cái mẫu loa, những cái mẫu âm ly karaoke BMB. Đây là dòng bãi xịn của Trung Quốc nha, hàng thương hiệu của Nhật nhưng mà lắp tại bên Trung Quốc này. Nó điện của nó là điện 220V. Và cái model của BMB này là model DAX850. Đây là dòng âm ly hát karaoke rất là chuyên nghiệp nha. Đó, và cái công suất của nó thì nó được chạy 8 sò than, cũng như là đánh được một đôi bass 30 rất là căng nha, hoặc là hai đôi bass 20. Và còn đây là mặt sau của con âm ly BMB karaoke 850 đây này. Nó có công suất là 500W nha, điện 220V. Đây, con này là hàng thương hiệu của Nhật này và được lắp ráp tại bên Trung Quốc anh em nha, có nghĩa là hàng bá xịn đấy. Đây, nó cũng có các đường ra đường vô này và đường ra sức điện và đường mic của đằng sau nha. Đây, dưới con này em vừa mang về còn rất là mới này. Đây này, còn cái con âm ly này còn rất là mới nha, cũng như là còn rất là đẹp, hàng zin xịn 100% luôn. Mặt trước của nó đây còn đẹp khoảng 90% đổ lên nha. Đó, nó cũng có echo đầy delay các kiểu này. Đó, đầy đủ hết nha. Và những cái con âm ly này thì mình rất là dễ chỉnh luôn, bởi vì nó có những cái hàng chữ ở đây này, bass chép và mid là delay là echo này. Đó, những cái con âm ly DAX850 này em có khoảng chục con nha. Đây, giá của cái con âm ly 850 thì em đang bán là 5.200.000 một con. Đấy, hàng rất là xịn sò nha. Và cũng hàng này hàng hầu như là cũng rất là ít trên thị trường. Đấy, bởi vì bây giờ Trung Quốc nó cấm được, cũng không có hàng nhiều là mấy nha. Cùng với lại những cái con âm ly BMB 1000. Đây là những cái con âm ly karaoke cao cấp hơn là 850 hồi nãy. Đấy, cái con này có công suất thì rất là khỏe hơn là cái con kia. Nó được chạy 16 sò nha. Đấy, 16 sò và đánh căng 2 đô bát 25 luôn. Đấy, căng đôi 2 đô bát 25 nha, hoặc là một đô bát 30 cộng với là một đô bát 25, chơi cũng rất là tốt nha. Đây, còn rất là mới này. Và mà sau của cái con âm ly BMB DAX 1000 này là nó có công suất là 800W này, điện 220V. Đó, nó cũng đầy đủ các cổng ăn chơi hết, đường ra loa cũng như là đường đặt sức điện, cũng với lại những lỗ micro nha. Anh em có thể ghi micro đằng trước và ghi micro đằng sau cũng đều được nha. Đó, công suất là 800W này, đánh hai đôi BMB 850 hoặc là 880 rất là căng nha. Đấy, hoặc là những cái đôi bass nằm 25 đấy, chơi được hai đôi nha. Đấy, rất là căng luôn này. Và cái giá của BMB DAX 10 em đang bán là 6.000.000 một con nha. Đấy, chơi những cái con này thì đỡ phải đau đầu. Đấy, rất là dễ chỉnh luôn, cũng như là rất là khỏe nha. Đấy, giá là 6.000.000 một con, còn BMB DAX 850 là 5.200.000 một con nha. Đấy. Và ở trên nữa là những cái con băng số hồi nãy em vừa giới thiệu này, và đây là ruột gan của nó nha, nó được chạy 2 đăng phô luôn này. Đấy, vị mặt nó cũng rất là nhiều. Đấy, giá là 1.600.000 một con nha. Tiếp theo nữa là những cặp loa JBL, đây là hàng bá xịn của Trung Quốc luôn, bass 30, hai loa chép. Và cái nội thất của nó thì em cũng đã tháo ra sẵn rồi này. Đây là bass 30 nha, cái lồng của nó rất là sâu luôn. Hầu như là những cái cặp này là đều zin xịn 100%, kể cả gân loa luôn nha. Đây, em về số lượng cũng rất là nhiều, khoảng 5-60 cặp loa như thế này. Đây là cái củ từ của nó đây, củ từ của nó là củ từ đôi 7 màu luôn nha. Đây, con là con 65. Đây, dòng này dòng chuyên hát karaoke rất là bá đạo rồi. Đây, anh em có thể xem cái cụ từ nó này, hàng xịn thì nhìn nó có khác nha, 7 màu luôn này. Đấy,
từ đôi. Còn chép của nó là chép giấy nha, hai loa chép giấy này cùng với lại hai lỗ thông hơi hai bên này, nhìn rất là to. Đây cổ của lo bát JBL đây. Đấy, những cái cặp này hát karaoke thì khỏi bàn nha, cỡ như là những dòng BMW 850 thì không bằng đâu ạ. Đây, hàng này hàng zin xịn 100% luôn. Em đã có khoảng 5 đến 60 cặp nha, như cặp BMW này nè. Và đây là những cái cặp loa BMW này, hàng bãi xịn này, em còn cả nguyên thùng của nó nha. Đây, hàng này hàng bãi xịn của China, made in China này. Đây về rất là nhiều và em cũng đang bán là 6 triệu đồng một đôi. Đây cái giá này cũng gần ngang là giá em bán giá số lượng này nha. Đây giá là 6 triệu đồng một đôi này, rất là nhiều luôn. Đây, hàng này hàng bá xịn nha, chứ không phải hàng mới anh em nha. Nên nó còn cả nguyên thùng luôn này. Đây, giá là 6 triệu đồng một đôi, còn cả nguyên thùng của nó luôn. Hàng cũng còn rất là đẹp, bởi vì đây là những cái mặt hàng em cắt nguyên công bên Trung Quốc về. Đấy, còn rất là đẹp này. Karaoke để khỏi bàn nha, giá là 6 triệu đồng một đôi này. Và cái model của cái JBL thì nó nằm ở mặt sau nha. Đây là model của JBL này, KT612F. Đây nó có công suất là 1200W nha. Cái mức công suất này thì nó cũng bằng với lại mức công suất của BMW 2000C hoặc là BMW 1000 2000 nha. Đây và nó được trợ kháng là 8 ohm này, hoàn toàn là chữ tàu hết. Đây là hàng xịn của Trung Quốc anh em nha. Và phía dưới nó thì nó có một cái nút cần gạt này. Cần gạt này thì là cần gạt của cái âm mid nha. Đó. Giá là 6 triệu đồng một đôi này. Bác nào mua thì liên hệ cho em trực tiếp qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc nha. Đây, như BMW này, DAX 1000 và DAX 850. Đây là những dòng chuyên hát karaoke của bên Nhật nha. Và tiếp theo nữa là em còn một số đẩy này, đẩy cũng như là âm đi karaoke này, hồi nãy em vừa giới thiệu. Đấy, đẩy rất là nhiều. Đây đợt này em về rất là nhiều hàng nha. Hàng bãi đa số là hàng bãi xịn của China thôi. Đẩy rất là nhiều này, cũng như là những cái con đẩy này, em đẩy 32 con. Đấy, 32 con thì anh em có thể đánh tốt hai cặp bát 30 nha. Nó rất là khỏe luôn này. Và cái giá thành của nó rất là dễ chịu luôn. Em nói giá đó là các bác giật mình liền. Đấy, em sẽ bán xả hai cái con, ba con này để cho anh em xem giá cũng như là có nhu cầu thì liên hệ cho em nha. Đấy, cái ba con đẩy này thì nó đều chạy là 32 sò hết nha. Đó, chạy 32 sò hết và cái giá của nó thì em đang bán là 3.800.000 một con. Đó, bác nào mua những cái con nào thì nhắn tin hoặc là điện thoại trực tiếp cho em nha. Nó có model của nó này, LA 2.8 này, còn hai con dưới là MAT 2004. Đó, hai cái con, ba con này đều chạy 32 sò, giá là 3.800.000 một con nha. Đây, cái giá này rất là bình dân luôn cho anh em xài này, đồng giá hết nha. Ba con đồng giá hết, đều là 3.800.000 một con và nó được chạy 32 sò nha. Và ngay sau đây em sẽ mở ruột gan ra để cho anh em xem những cái con sò bên trong và cũng như là những cái con tụ nguồn này, những cái ruột gan bên trong này nha. Và đây là những cuộn dây loa em vừa mới về tới nha. Đây, dòng dây loa cỏ Đức này, game Max in Germany này. Cái dòng dây loa này, dòng loa ruột là ruột 2.5. dây nó rất là dẻo, cũng như là hàng em vừa về tới nha. Còn đây là những cái sợi dây to hơn này. Đây là ruột 4 lõi nha. Bác nào cần 4 lõi thì liên hệ cho em cũng có cả 4 lõi luôn, cũng là của Germany hết nha. Cái cổ nó rất là dẻo nè. Đây dây, dây 4 lõi. Đây cái dây 2 lõi ruột, ruột 2 lõi, còn lõi nó lõi 2.5 em cũng giới thiệu rất là nhiều trên clip rồi nha. Đây cũng giá vẫn không thay đổi, giá là 30.000 một mét nè. Em về rất là nhiều, tầm khoảng vài trăm mét nha. Đây, đây là những thông số của nó đây. Đây Germany đàng hoàng nha. Đó, cộng dây rất là dẻo luôn, 30.000 một mét nha. Bác nào mua liên hệ cho em, làm dây loa rất là tuyệt vời luôn này. Đấy, lõi của nó đây, toàn là đồng xịn 100%. Đó, đồng xịn 100% nha. Đây về rất là nhiều, 30.000 một mét nha. Bác nào mua bao nhiêu mét thì em cũng vẫn có hết ạ. Lõi là lõi 2.5, ruột là ruột đôi này. Còn cái dây, còn cái dây này là 4 lõi nha.
Đấy, 4 lõi là ruột 2.5 luôn. Đây em đang bán giá là 55.000 một mét nha. Cọng nó rất là to, to hầu như là to bằng cái ngón tay cái của em luôn này. Đấy, rất là to nha, anh em có thể để ý này. Cũng là game mini xịn sò luôn, làm dây loa, làm loa full hay hoặc làm loa sân khấu rất là tốt luôn. Giá là 55.000 đồng một mét nha. Còn cái dây hai lõi cũng là ruột 2.5 là giá 30.000 một mét này. Để bác nào mua bao nhiêu mét em cũng vẫn có nha. Đây là đồn can của cái con 732 sò nha. Đây 32 sò này. Cũng nhìn rất là gấu luôn. 12 tụ nguồn này. Và một tăng phô nguồn xiến rất là to nha. Cầm lên rất là nặng luôn đấy. Những cái con này đồng giá là 3.800.000 một con này. Và hai cái con dưới thì nó cũng cùng một cái ruột gan của cái con đẩy trên này luôn nha. Để cùng một mức ruột gan cũng như là cùng một mức giá luôn. Đánh 2 đô bát 30 rất là căng này. Đồng giá nha, 3.800.000 một con. Và cuối cùng nữa là em có một lô đẩy Crom 602 nha. Đấy, XLS và những cái dòng đẩy này thì thương hiệu của Mỹ này, vương miện của Mỹ nha, nhưng mà nó được ráp tại bên Trung Quốc, có nghĩa là Made in China đấy. Và nó được chạy 16 sò sắt Mexico xịn luôn này. Đây, đây là những con sò của nó nha. Hàng bá xịn của Mexico luôn. Cái đồ gan của nó nhìn, nhìn cũng đơn giản nhưng mà đánh rất là khỏe nha. Tán 2 đôi 25 rất là căng luôn. Đấy. Và mặt sau của nó đây này. Đây, mặt sau của nó là nó có in những cái model của nó nha. Crom 602. Điện của nó là điện là 220V nha. Bởi vì đây là dòng Mỹ, xuất thị trường châu Âu nha. Đó, nó rất là xịn sò luôn. Hai quạt này, hai nguồn này. Và cái giá của cái con Crom 602 này em đang bán với giá là 6 triệu đồng một con nha. Em có khoảng 5-7 con gì đấy. Đấy, 602 nha. Đấy, những cái con này thì hát karaoke rất là hay, cũng như là tiếng rất là hay nha. Dòng này dòng của Mỹ này. Đấy, Crom 602. Đây là dòng đẩy 2 cân nha, nhưng mà đánh có thể được 2 đô bát 25 rất là căng nha. Đấy, em cũng đã thử và cũng đã test rồi. Đây, giá là 6 triệu đồng một con nha, chưa bao gồm với ship ạ. Và clip ngày hôm nay em đăng lên một số loa hát karaoke cũng như là một số đẩy đấy. Thì bác nào quan tâm đến mặt hàng nào, xin vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc nha. Để cái giá 6 triệu thì cũng giá cũng gần sát rồi. Và bác nào mà lấy hết 5 con này thì sẽ có giá tốt hơn một tí nha. Còn giá lấy giá lẻ một con là 6 triệu đồng này. Cũng như là những mặt hàng âm ly và những mặt hàng loa hát karaoke JBL. Đấy, và em xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt các anh chị và các bác ạ.